Đã thấy đó chính là phần chờ đợi trình diễn của thí sinh đến từ đội Hồng Hà, Tiêu Châu, Như Quỳnh. Đã là một ca sĩ mà Quỳnh vẫn cảm thấy là mình vẫn chưa có cá tính âm nhạc. Ở vòng giấu mặt, chị Hà lại là người mà khóc khi mà nghe Quỳnh hát. Cho nên là lúc đó là Quỳnh cảm thấy đã có sự đồng cảm giữa hai người rồi. Khi được chọn vào vòng đối đầu thì đối thủ của Như Quỳnh là anh Bùa Carun. Quỳnh phải dốc toàn bộ công sức cũng như là thời gian để luyện tập. Nhưng mà mình cảm thấy rất là vui khi mà đã giành được chiến thắng, vì những công sức mình bỏ ra đã hoàn toàn không có uổng phí. Trong một live show lần này thì Quỳnh sẽ trình bày ca khúc Từng Ngày Dài, một sáng tác của sĩ Đức Trí. Quỳnh đang bị một cái vấn đề là từng ngày dài chìm trong những, rất là hay rồi, nhưng mà rồi là cái câu cuối cùng nó bị sai cái chất cha đi. Hát nó có cái độ rền và mình thì mới ra swing và cha. Từng ngày dài chìm trong những. Nếu Quỳnh biến đổi hình ảnh lần này thành công bằng cách hát dòng nhạc jazz phù hợp thì Quỳnh sẽ là một trong những hình ảnh đa màu sắc trong đội của Hồ Ngọc Hà. Chúng ta hãy cùng tiếp sức để Tiêu Châu, Như Quỳnh thăng hoa với ca khúc Từng Ngày Dài. Từng ngày dài chìm trong những ngõ tối mới thấy những thấy nhớ biết bao phút vui qua rồi. Cuộc đời này nào ai đoán biết trước sẽ có lúc chính ta cảm thấy xót thương dừng ta. Lòng hỏi lòng nhiều đêm trắng thức trắng đã có những phút trong sao ta quãng dài khờ. Khi cứ tranh mong có biết tên xót thương nghĩ đến ai bao giờ đâu. Cô nhắm mắt vẫn thấy xa xa vô bờ. Trên đời là thế, cứ thế ta đi theo là xuống khói. Thân thương muốn sớm thấy nắng mai xanh rồi. Gọi lòng như thiên nhân gian trong tim chúng mỗi con người. Cô nhắm mắt vẫn thấy xót xa vô bờ. Trên đời là thế, cứ thế ta đi theo là xuống khói. Từng ngày dài chìm trong những ngõ tối mới thấy tiếc thấy nhớ biết bao phút vui qua rồi. Cuộc đời này nào ai đoán biết trước có những lúc chính ta cảm thấy xót thương dừng ta. Lòng hỏi lòng nhiều đêm trắng thương trắng đã có những phút trong sao ta quá ư dài khờ. Người đời nhiều khi cứ tránh mong có biết thế xót thương nghĩ đến ai bao giờ đâu. Cô nhắm mắt vẫn thấy xót xa vô bờ. Chúng ta là thế, cứ thế vẫn đi theo làn sương khói. Không ngừng buồn sớm thấy nắng mai xanh hơn. Gọi lòng vì thương nhân gian trong tim chính mỗi con người. Cô nhắm mắt vẫn thấy xót xa vô bờ. Chúng ta là thế, cứ thế vẫn đi theo làn sương khói. Không ngừng buồn sớm thấy nắng mai xanh hơn. Gọi lòng vì thương nhân trong tim chúng mỗi con người. Chúc mừng cho Tiêu Châu, Như Quỳnh, xin được cảm ơn vũ đoàn. Sự kết hợp rất là ăn ý và ngày hôm nay trên sân khấu bạn rất là đẹp. Còn về giọng hát tất nhiên rồi tôi sẽ để lại cho các huấn luyện viên nhận xét. Xin được mời huấn luyện viên Thu Minh ạ. Chào em,
Chào chị nhau như Quỳnh. Ở đây trên sân khấu của chúng ta thì bao giờ cũng có hai phần, đó là hình ảnh và âm thanh. Hình ảnh của em hôm nay rất là đẹp, rất là tuyệt và khác hẳn với những ngày trước. Đúng như là huấn luyện viên của em chia sẻ trên những cái lời nói đầu tiên trong phần luyện tập của em, nếu mà em duy trì cái hình ảnh này thì thật sự em sẽ là một trong số những ngôi sao đa năng và đa dạng. Nhưng nói về âm thanh của em hôm nay tôi không hài lòng. Tôi phải nói thẳng là như thế. Bởi vì chắc có lẽ cái di chuyển của em và cái cố gắng thể hiện cái bài hát bằng cái hình ảnh bên ngoài của em nó nhiều quá, mà cái tập trung trong những cái câu từ và những cái sự sắc nét trong cái giọng hát và xử lý của em nó hoàn toàn không rõ, và nó không có được cái sự đòi hỏi của cái từ jazz mà tôi muốn. Như là tôi vẫn hay thường nghĩ về jazz. Tuy nhiên, để cộng hưởng điểm trung bình cộng lại và với cái sự hứng khởi mà em đã làm cho khán giả ở đây, một cái bầu không khí như thế này, thì tôi nghĩ rằng là đêm nay họ sẽ bình chọn cho em. Xin cảm ơn hội viên Thu Minh và hội hà đầy kiến của những người này. Thực sự mà nói thì tôi cũng có một phần đồng tình với lại chị Thu Minh, bởi vì Tiêu Chuân Như Quỳnh là một người mà gần như những fan hâm mộ của em hay là những khán giả của em, họ đã biết được em sở hữu một giọng hát trong cao và sáng. Vì thế khi mà tôi đưa cho em ca khúc Từng Ngày Dài này là một thử thách vô cùng lớn. Bởi vì sao? Với những bạn thí sinh khác ở trong đội của tôi thì là những gương mặt mới, và các bạn ấy cần tôi định hướng cho các bạn ấy, giới thiệu tới khán giả các bạn là ai. Tuy nhiên Tiêu Châu Như Quỳnh lại là một trường hợp khác. Vì vậy tôi muốn đưa hình ảnh của Tiêu Châu Như Quỳnh đến với tất cả các khán giả, để khán giả của Tiêu Châu Như Quỳnh biết được rằng bạn là một cô gái đa năng hơn những gì họ nghĩ. Vì thế khi mà bạn muốn đa năng thì tất nhiên mọi thứ trên sân khấu nó sẽ phải san sẻ bớt đi. Và tôi đã nói với Tiêu Châu Như Quỳnh là tập trung nhất những câu hát của mình là di chuyển cực kỳ ít để tập trung vào hát. Nhưng tất nhiên với sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả thế này thì chắc chắn em phải lao tới khán giả như những gì mà em đã lao. Tóm lại, không quá là được 10 điểm nhưng cũng là 9,5. Rất ưu ái dành cho học trò cương, đúng không ạ? Xin cảm ơn huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà. Và quý vị thân mến, còn bây giờ thì hãy nhớ rõ mã số bình chọn của Tiêu Châu Như Quỳnh, đó chính là 25. Và hãy soạn tin 25 gửi về tổng đài 62.